chào mọi người nhé. Đây là da của em Bống cách đây 6 tháng. Trực tiếp là tay của em làm mọi người nha. Đây, da của Bống đấy là nám mảng, tăng sắc tố và lỗ chân lông to và da rất là dầu. Đấy, và mọi người cùng nhìn cái kết quả ngày hôm nay, thấy chưa mọi người ơi? Đẹp quá, rất là căng, và đặc biệt là trắng. Đấy. Đây là bạn ấy còn không thường xuyên chăm mà Bốm còn suốt ngày còn trong bếp đứng ở trong bếp mà nấu cơm đúng không? Đấy, đây này, tại vì bạn ấy làm quán cơm, nhà bạn ấy là chủ quán cơm nên là bạn ấy suốt ngày còn nấu nướng ở trong bếp cơ. Và bây giờ nhìn này, da trắng khỏe và rất là căng luôn mọi người nhá. Đây, mọi người nhìn cái da của bạn ấy trước khi mà trước khi mà ấy này, trước khi mà điều trị này, thế luôn hôm nay chị không nhận ra luôn đúng không ạ? Vì quá xinh, xinh xuất sắc luôn.